nghi án trộm lẻn vào nhà, truy sát hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nghi án trộm lẻn vào nhà, truy sát hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh. Sáng ngày 30 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 29 tháng 12, đối tượng trộm cướp đã lẻn vào gia đình vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền với mục đích lấy trộm tài sản. Sau đó, do bị phát hiện nên tên trộm đã sử dụng hung khí truy sát cả hai vợ chồng chủ nhà. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, người chồng đã tử vong còn người vợ trong tình trạng nguy kịch. Theo lãnh đạo huyện Thuận Thành, hai vợ chồng nạn nhân là giáo viên công tác trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, truy bắt hung thủ.